Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua ngày 3 tháng 10, Công an phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang đã bắt quả tang Nguyễn Văn An 1993, ngụ phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, đang vận chuyển 750 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero. An khai nhận số thuốc trên là do y nhận chở thuê của một người phụ nữ lạ với giá 200.000 đồng từ khu phố 4, phường Bình Sang qua cầu Tô Châu để giao cho đầu nậu. Tuy nhiên vừa mới đi được một đoạn đường khoảng 100 mét thì bị công an bắt giữ cùng tang vật. An giả dạng làm người đi chở cơm thừa về nuôi heo, rồi dùng xe máy kéo thêm chiếc xe cây phía sau, giấu thuốc lá lậu xen lẫn các thùng đựng cơm thừa nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan công an.